Hai, xin chào mọi người. Và trưa nay thì mình tiếp tục trên tay một cái món đồ chơi 7 trong 1 và nó dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên. Và món này thì nó rèn luyện cho các bé cái kỹ năng sử dụng các ngón tay. Đó. Ngoài ra thì nó cũng có một cái cây đàn ở đây cho các bé chơi về âm thanh rất là vui. À, bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem. Đấy. Trong hộp thì chúng ta sẽ có những cái này mình sẽ lấy ra. Đấy, mình để với một bên, một lát nữa mình sẽ... Đấy. Đấy, cái hộp trò chơi nó như thế này, bằng gỗ. À, khá là đẹp. Mọi người ơi, rất là cứng cáp. Đấy. Và cái đầu tiên thì chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy có một cái trò đây, trò này là trò đập sâu. Thì cái này sẽ là hai bé chơi ngồi hai bên, có hai cây búa như thế này. Và coi bé nào đập nhanh hơn. Khi chúng ta đập bên đây thì bên đây nó sẽ đó. Bên kia nó sẽ đưa lên đó. Và cái trò này thì giúp cho bé chơi như thế này rất là vui. Ở trên cái hộp thì nó có những cái lỗ tròn như thế này để cho bé chơi câu cá. Đây, chúng ta sẽ gắn những cái con cá như thế này. Ngoài cái trò đập sâu ra và những cái con sâu. Đó. Thì ở trong cái trò chơi mình thấy con cá và con sâu thì nó có vẻ là hơi nhỏ, hơi nguy hiểm một chút. Cho nên là bố mẹ có con chơi thì phải nên để ý, không thể là các bé nuốt vào miệng. Hoặc là chúng ta có thể mua cái sản phẩm này mà cất hai cái món này đi, không cho bé chơi. Để khi nào bé hơi lớn một chút thì từ 3-4 tuổi trở lên thì chúng ta sẽ cho bé chơi. Đấy. Chúng ta gắn vào như thế này. Tương tự thì cái sản phẩm nó cũng có hai cái cần câu đó, cho chúng ta cho bé chơi câu. Dĩ nhiên là nó có 500 nó sẽ hít lên đó, khá là vui đúng không? Đó, cho các hai bé chơi với nhau, ai mà câu nhanh thì người đó thắng. Ở bên đây thì nó có một cái hình chú thỏ khá là dễ thương. Và cái này chúng ta chơi sử dụng cái ngón tay bánh xe đó, cho bé tập xoay vòng tròn, xoay cái nhỏ hoặc xoay cái lớn tùy mà theo chiều kim đồng hồ hay là chiều ngược lại đó. Mặt ở bên đây thì là cái đồng hồ cho bố mẹ dạy và đố các bé, ví dụ như 11:15. Đó, nó có luôn cái số phút ở trong đây. Đó, và chúng ta có thể điều chỉnh cái đồng hồ theo ý của mình để mà đố các bé. À, và mặt ở bên đây á, thì nó chơi cái điều khiển những cái cục như thế này cho tới con cá này nè. Đó, và khi ví dụ như thế này chúng ta đó. Thử thách là các bé phải biết để điều chỉnh con cá này xuống đây đó, để cho con cá này đi qua. Nó bị kẹt, nó bị kẹt theo hướng này, không đi được thì chúng ta phải trở về hướng này đó, khá là vui đó. Bé đi không được thì bé tự động sẽ tìm cách tới bên đây. Bên đây thì rất là vui, nó là một cây đàn. À, cây đàn này thì cho các bé kèm theo là một cái dụng cụ đánh đàn. Mỗi cái thanh sẽ là một cái âm khác nhau. Tóm lại, kỹ năng vận động tinh là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng, giúp trẻ luyện tập và thực hiện được nhiều động tác khó để chăm sóc bản thân bằng đôi tay của mình.
Và đây là một trong những món đồ chơi rất tốt để giúp các bé thực hiện điều đó. Link sản phẩm mình sẽ để trong phần mô tả. Bây giờ xin dừng video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở sản phẩm tiếp theo.